hit me. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi về nhân vật Em Ai. Và nhân vật này các bạn thấy là tập nhiều cũng sẽ rất là dễ chơi và đu dây được rất là ngon thôi. Tập nhiều á, mình thấy tập nhiều. Nói chung là cũng không cần tập nhiều lắm. Các bạn chỉ cần là vừa quăng dây và vừa đảo cam. Muốn bay hướng nào thì đảo cam hướng đấy thôi. Nó phải thực hiện hai hành động song song cùng một lúc. Thì lúc đó là các bạn mới đát được nha. Ngày trước thì mình chơi thì mình cứ hay kiểu là búng dây vào tường, lúc đó mình mới đảo cam giống như là lính thuê. Nhưng mà không, nhân vật này có cơ chế hoàn toàn khác cho nên là phải lưu ý cái vấn đề này. Có một bạn Bích cả nhà tâm lý học nữa. Ồ, có cơ hội thì hai chúng ta sẽ cùng thổi kèn. Ồ, nhà tâm lý học thổi kèn cho tất cả những cái nhân vật ở trong đây. Quá đã luôn. Cứ mỗi lần thổi cái là tự nhiên mình đầy máu. Cảm giác nó sướng mọi người. Sướng dễ sợ luôn. Yeah mà tê. Còn đối với riêng nhân vật này thì các bạn sẽ không được sửa máy chung với bất kỳ nhân vật nữ nào. Trừ nhân vật Ada. Nhân vật này thì nó được tăng phần trăm tốc độ giải máy thì sẽ nhanh hơn. Còn những nhân vật nữ khác bị trừ 30 lận. Trời ơi. Kiểu như là NE dằn mặt đấy. Không được sửa nhớ. Tối nay tầm khoảng 5 giờ là mình lại chuẩn bị thi. 6 giờ đã thi rồi. Nhưng mà cô nói là cô muốn vào sớm. Còn ai muốn thi trước thì sẽ vào. Như mình thì chắc chắn là mình cũng sẽ vào tầm khoảng 5 giờ rưỡi. 5 rưỡi hoặc là 5 giờ 15 thì đó mình đi sớm. Mình sẽ được nghỉ sớm. Vừa rồi thì có một vài đứa nó mình chữ hờ ấy, cho nên là nó được ở đầu đầu tí. Còn một vài đứa mà chữ bắt đầu từ chữ M, L, P, Q cái gì trở đi là mệt, thấy mệt người luôn. Chờ đến lượt thi mà toàn là 9-10 giờ tối không. Trời ơi. Ăn không ngon, ngủ không yên. Khéo có đứa còn chả kịp tắm ấy, thật. Cứ sợ nhiều khi mình bỏ đi mình làm việc khác thì giáo viên gọi tên mình không có lại đánh vắng, rất là khổ. Rồi đi ra support. Đối với cái lượng máu ảo của Ada thì sẽ rất là có lợi luôn. Thật sự rất có lợi. Đó. Đâu rồi đâu? Đây 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 đây. Đi 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 đi. Ồ. Không kịp rồi. Thôi để mình cứu. Đồng vợ đồng lòng tát biển đông văng mặt của Balloon ra. Trời ơi. Dễ mà. Khiếp, vừa mới chạm vô cái máy mã hóa với chị mù. Nó có hai cái nội tại trắng trắng ở giữa. Quá sợ luôn. Quá hãi luôn. Mất người này má ơi. Má lăn ai vậy? Lăn chị mù. Lâu lắm rồi mới gặp Hunter Balloon ấy. Nhớ ghê. Rồi. Đâu rồi đi. Bà có thấy mình không ạ? Alo, alo, thấy không? Alo. Nhảy qua cửa sổ luôn là gặp nhau này. Đi, 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 đi. Woo. Đấy các bạn thấy khi mà lôi nhau mà gặp những vật cản như thế này là chắc chắn là Ada sẽ bị dừng lại. Đấy, đó là một cái mà các bạn phải lưu ý tiếp theo nhé. Ồ. Oh. Thanh niên này chán, không có đâm được nữa rồi. Nữa nè, nữa nè. Nhìn cái bà Ada mắc cười xỉu luôn á. Đuổi ai? Đuổi đánh bóng hả? Đây, 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 đây. Gỡ hết mấy cái gai ra đã. Ồ, cô gái mù ra đi rồi. Chị thương, chị thương. Hai nhân vật này chơi với nhau mà con với nhau cực kỳ mạnh luôn. Cho nên là chơi thì
random thì không nói, mà chưa có cặp ấy, cảm giác nó rất là sướng. Ơi, cứu nữa nè. Ồ, có người cứu rồi, ok. Gì á? Đuổi mình là sao bạn? Còn đúng một máy cuối, chắc là tự nổ. Ôi, thanh niên này kéo xong rồi chạm một địa hình mất rồi. Sau này mà có có đặt tên cho con cái, chắc là cũng phải đặt khoảng chữ H hoặc là chữ K gì đó cho nó ở giữa giữa. Thường thường ở giữa giữa nó sẽ ngon. Cảm giác như là lúc nào cho mấy đứa đầu thử nghiệm trước xong đến lượt mình ấy, ví dụ thế. Thi cũng vậy thôi, cho nó nhanh. Thi được ngồi bàn giữa giữa chẳng hạn. Chứ ngồi bàn đầu bàn cuối ấy, đối mặt với giáo viên nhiều khi cũng khổ. Trời ơi, hai gai. Ui, lôi đúng sướng luôn. Đánh gì á trời. Đánh nhà tâm lý đi kìa. Ôi thôi xong rồi. Trời buồn ghê. Chị mù đi, sửa máy đi. Ok ok, đây. Trời ơi, không kịp luôn á. Nữa. Rồi tới. Ôi sao tách ra. Đây nè. Đi. Rồi. Không body block được. Chua vô ván thôi, giờ chỉ có chua vô ván thôi. Trời ơi, đánh người đánh bóng luôn. Ôi nổ máy luôn. Úi dồi ôi. Khiếp, bà mù chả thèm báo gì luôn ấy. Chả biết đâu mà mò. Ơi, mình mở cổng. Yêu quái tới. Ừ thôi, đừng. Tới. Úi giời. Chết. Trời. Đúng cái lúc mình văng dây vậy trời. Mất cái ghê dây luôn rồi. Cái con ả ba đầu này nó ghê thiệt á. Chấn thương tâm lý ơi, cứu chồng. Trời ơi, đổi bổ trợ dịch chuyển. Cứu nhanh, nhanh vào luôn. Rồi người đánh bóng sao đi ngược chiều thế. Không biết có mở cổng kịp hay không cơ mới là vấn đề đấy. Trời ơi, nó lăn một cái. Đừng. Hay quá nhờ, hay quá. Lôi đúng sướng luôn á. Tới nè. Ui dồi ôi, cái gai. Cái bẫy của nó ném ra nhìn đúng hãi luôn. Nữa nè. Quá đã luôn. Ôi hết cái dây rồi. Hồi nãy con khốn nó làm mình mất một cái dây bị choáng ấy. Bực mình ghê luôn. Thầm ở đây nữa này. Ủa sao giống đuổi mình quá vậy. Ủa biết ngay mà nó đuổi mình rồi. Đừng có giật. Úi dồi ôi. Đi một hồi nó cũng giật, nó cũng đuổi mình. Buồn. Ok, và các bạn đừng chuyển kênh nhá. Mình sẽ xem một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Mình sẽ không cho ả mà đặt mình lên ghế đâu, bởi vì mình thích đó. Bye bye. Ủa quên nhầm, bye bye Hunter thôi, chứ còn mình chơi trận khác. Ok, mình đã quay trở lại trận đấu thứ hai. Ở trận nãy có hai người được 12.000 điểm, chính là thằng chồng và con vợ nè. Trời vui. Trời Joseph mấy má. Các bạn nào mà sửa máy gần cái máy ảnh thì để ý nha. Sửa bên hông như thế này, nhìn cái máy ảnh cho nó chắc.
ở đầu game thôi, còn cuối game thì nói chung là chơi thì lúc nào cũng phải sẵn sàng trong cái tư thế ngón tay cái lúc nào cũng phải để sẵn vào cái phần di chuyển. Thấy đèn đỏ cái giật tay ra liền. Không, tẹt rô chết, quên, tẹt rô ăn quên lắm, trời ơi, thiệt sự luôn. Đổ dồn bao nhiêu ánh mắt vào. Quá sợ, thực sự rất là sợ. Thôi, chết rồi. Hiện tại nó vẫn còn đang nhắc họa sĩ kìa. Ừ, đúng rồi đó, chém 2 hit đi, mình cảm ơn. Đỡ mô lẻ, 0.5 chị thương được. Ui, nó ngay chỗ mình luôn đấy. Quá ghê, thực sự rất là ghê. Ôi cao bồi ơi, cho xin tí máu, tí huyết. Trời ơi, nó lên luôn. Lương linh là lên luôn. Ô, nó dí mình à? Ô, cao bồi ngay đây thì không dí. Quý, quý sứ, trời ơi. Trời ơi, giờ mình đu dây vào cửa sổ cho bạn xem này. Anh ơi, anh chui ra đây đi anh. Joseph đấm ngực chết. Joseph đấm ngực đấm bịch. Ôi, rào cửa sổ luôn. Tưởng không rào thì mình làm thêm cái nữa, nhưng mà không rào đi mà rào rồi. Trời ơi, chán ghê luôn, tự nhiên vậy. Yeah, đầy máu, yeah. Ok, quá xuất sắc luôn. Chụp ảnh. Ok, mình đền bù máy cho cá bồi. Khi mà muốn nhảy qua những cái cửa sổ, những cái cửa xa, các bạn đính ngay cái điểm trắng nó ở giữa phần trên của cái mép cửa sổ ấy, là sẽ phi vào khoảng cách rút ngắn rất khoảng cách phi rất là dài luôn. Đã sướng đúng không? Còn cái map này khai thác được khá là nhiều địa hình, xem TikTok thì họ cũng có khai thác nhiều cái lỗ hổng của cái tường ấy. Mình thấy cũng khá là hay, mình có test xương xương nhưng mà theo kiểu như là phải bình tĩnh, tự tin, phải có đủ thời gian để mà có thể canh ngắm chuẩn quăng dây sao cho nó hợp lý cơ. Chứ Hunter dí lúc đó chắc nó thật sự lúc đó nó cũng cuống lắm rồi. Chả có tâm đức để đâu để mà nhìn vô rồi canh đâu, thật sự luôn. Chỉ muốn quăng cái skill xong rồi lúc đó muốn đi đâu đi. Mà đau lòng nhất là quăng skill xong rồi ấy, trượt ngay tại chỗ. Trời ơi, cảm giác nó bế tắc. Quá sợ, quá hãi hùng. Như giờ thì mình cứ đơn độc đi sửa máy thôi. Rảnh có việc gì làm thì đi sửa máy để cho đồng đội nó cai. Chứ không máy đâu có tự nổ được đâu. Đó, hai máy rồi. Ngày hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Mình nãy giờ mình cũng chưa có sang bên server Trung Quốc. Bởi vì bên đấy ngày hôm nay đập cầu. Thì bạn ấy có nhắn tin cho mình. Bạn nói là bạn ấy mở được quả cầu của nhện. Ôi trời ơi, nhức nách ghê luôn. Mùa nào cũng mở được mỗi quả cầu của nhện hết trơn. Và cứ ra skin là bạn ấy inbox cho mình liền. Chỉ tiếc là bạn ấy chơi chủ yếu ở bên server quốc tế là nhiều. Còn Trung thì lâu lâu chỉ gọi là hóng hớt thôi. Đấy, rất là ngon. Mặc dù một cái Aclon thôi nhưng mà nó cũng có đầy đủ khá là nhiều những cái bộ trang phục rất là xịn từ cầu Conan. Để mình coi xem rồi mình sẽ cố gắng chơi chị nhện cho bạn cùng xem. Trời ơi, sao mấy anh chị ở đây tan tác hết vậy? Yêu quái tới. Ôi, ai rảnh đứng đập ván đâu má. Trời ơi, tỉnh táo lên, 2021 rồi. Gì vậy? Tưởng AFK cơ, không phải. Không hiểu kịp cho tâm lý học nữa rồi, lại chuẩn bị dồn máu lẻ lên nữa. Trời ơi, chán ghê luôn á. Còn đúng một máy. Đây, đứng im đi bạn.
chạy ghê vậy trời. Riêng mỗi cha Joseph này là để lại dấu chân giống y như là mình chạy nhong 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 trong khi Hunter rượt vậy đó. Nhìn nó cũng rất là vui nha. Lắm khi mà mình muốn kiểu như mình giữ chủ đạo, mình giữ tiên phong cái trận đấu rồi, mình chơi điều phối chẳng hạn. Trời, kiếm Joseph bắn cho nó sướng. Đây, 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 tới nè. Thôi coi cho bà sĩ à. Ồ, có tâm đức vãi. Đầy máu luôn, đi cứu ca bồi đi. Ok luôn, nhức nách. Cái máy ảnh của ông Joseph ấy, nhìn có cái chấm tròn giống y như là một cái camera quay lén vậy. Trời ơi, coi nè. Ôi. Tâm lý học ở cả hai thì nửa máu thì chỉ heal khoảng 99 thôi nha. Lát nữa sẽ hết máy ảnh rồi heal 100 luôn. Không, lát nữa heal lại cộng dồn lên. Mà nhớ có heal ngoài thế giới thực thì cũng phải chui vào thế giới ảo. Đấy, đó là một số lưu ý. Ok rồi, quá đẹp luôn. Mất người. Chắc là ổng sang đây ổng cam máy thôi. Nhưng mà nếu như mà nó có cam máy quá thì các bạn cũng nên là đổi máy mã hóa. Đừng có tập trung máy ở đây quá rồi nó bất công. Nhất là sửa máy cuối 99 đồ rồi mà đập bật máy ảnh xe một cái hết nửa cây. Tức thật sự luôn. Trời ơi. À, thì ra là đi đuổi họa sĩ à? Vậy mình ra bù máy. Ok ạ. À. Khổ ca bồi ghê, gục lên gục xuống. Tự xử đi má ơi. Hôm nay mình cũng đỡ này, được nghỉ nguyên một ngày trời để ôn bài luôn. À, nói chung là sướng có thời gian để ôn bài, còn mấy đứa kia nó học hết ngày. Mà thông thường thì học online thì làm được đủ thứ chuyện. Nó không nhất thiết là cứ phải ngồi im trên máy tính gì đâu. Làm binh ta linh tinh. Có nhiều người học sinh giờ cũng đang chuẩn bị học trực tuyến đây. Cảm giác rất là mới mẻ đúng không? Nhất là những cái bạn lần đầu tiên được trải nghiệm giống như mình. Chả hiểu gì. Nó nổ máy không? Nổ không? Ok, tập trung rồi. Bây giờ đồng đội binh phát là tập trung ngay vào luôn. Đây, mình sẽ đứng đây mình canh cho ô thanh niên này, chắc là đặt cái tranh này. Sợ jump scare. Ok, cổng mở rồi. Nhẹ nhõm quá. Cái emote hôn không biết sao mà mình chắc là mình chọn AMI nó ra trái tim hôn hay sao ấy, chả hiểu lý do nữa. Trong khi hôn này để như vật nữ đẹp hơn. Thôi xong rồi, con vợ của mình bị Joseph nó dí rồi, nó làm thịt rồi. Hết mấy ảnh luôn, thôi tiêu rồi. Tiêu ả rồi. Con vợ. Trận nãy thằng chồng ở lại, trận này thì con vợ ở lại. Đùa. Cho vừa. Trời ơi, nãy thì thằng chồng ở. Vui. Yeah, có lẽ là mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye mọi người.